Sau khi phát họa thì mình sẽ đi vẽ chi tiết nhé. Để vẽ chi tiết xong mình sẽ đi tô màu. Đấy. Nếu mà mình vẽ ở giấy thì cái phát họa mình vẽ mà mờ, xong bây giờ mình sẽ vẽ chi tiết thì các bạn có thể là gì? Xóa nó đi đúng không? Nếu mình vẽ trên giấy thì mình sẽ xóa đi, còn đây để vẽ ở trên bảng điện tử thì mình sẽ tạo layer 1. Tiên mình sẽ chọn là dạng là sketching và bút là Procreate Pencil. Bây giờ ở chỗ này chúng ta sẽ chọn là màu đen. Bây giờ cái chỗ này mình cho nó mờ mờ chút đấy để cho dễ nhìn. Đấy. Vậy rõ ràng những cái hòn đá này mình sẽ phải vẽ nó vào một cái layer này. Rồi. Tiếp theo nào, đến hòn đá bên này nào. Vẽ nó hơi sần sùi chút. Dùng bút chì vẽ này. Bây giờ được hòn đá rồi, mình sẽ phải vẽ cái hòn đảo ở phía sau. Thì chỗ này mình thêm một cái layer mới, bây giờ sẽ vẽ cái hòn đảo phía sau. Được cái layer hòn đảo. Sau khi xong cái layer hòn đảo, mình sẽ thêm một cái layer mới. Cái layer này chính là căn nhà. Căn nhà này thì sẽ phát họa. Đây, gọi là vẽ tranh này, mình sẽ vẽ nó có một chút ngộ nghĩnh của ngày xưa nhé. Đó, đây là cái cửa sổ. Vẽ chút ngộ nghĩnh cho nó hay. Đã được, ngôi nhà. Thêm tiếp một layer. Layer này thì chính là cây của chúng ta. Vẽ cây nè. Đây mình sẽ có hai cái cây. Rồi, cái phần lá để nguyên ở đây. Chút nữa mình sẽ quay lại vẽ cái cây này sao. Để vẽ cây dừa, mình thêm một layer mới. Mình chia ra làm nhiều layer để lúc nữa mình dễ dàng là mình chỉnh sửa. Đó. Thêm một layer mới, layer này để vẽ cái người này của chúng ta.
thì đây là chúng ta phác họa rồi. Còn cái đường chân trời thì không cần phải tạo layer, tí nữa chúng ta sẽ vẽ sau cùng. Ok, bây giờ quay lại cái layer là hai hòn đá. Đối với hai hòn đá này thì mình sẽ sử dụng màu chì đen này luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái màu gọi là đây, mình sẽ tăng lên 15%. Giờ mình sẽ bắt đầu đổ bóng để cho các hòn đá này đen đen chút ở dưới cái góc. Rồi, trên này. Đó. Được, giảm độ đậm xuống 5%. Mà tiếp tục tăng nó lên đó, để mình đánh bóng đen đen chút, đừng để nó gọi là sáng quá là được. Đây, nếu vẽ chì thì mình dây chì nhẹ nhẹ là cũng tạo ra được hiệu ứng này mà. Đây, chỗ này cũng thế, tô đậm ở dưới này. Hòn đá này cũng thế, gì cái chì chúng ta nhẹ nhàng ở phần dưới này, giờ gì ở phần trên này. Rồi, thế là mình đã tô xong hòn đá rồi. Dưới chỗ này đen đen chút để nó chân thực hơn. Ok, rồi để trắng trắng ở trên đi, cho nó nhìn nó đẹp đẹp. Ok, mình đã tô xong các hòn đá rồi. Yeah, đi sang layer hòn đảo. Đấy. Layer hòn đảo này thì mình sẽ sử dụng một cái màu xanh. Đây là một bức vẽ đơn giản, đấy, cho nên mình sẽ vẽ màu xanh ở đây. Đó. Cứ vẽ đi, tí nữa mình sẽ chỉnh sang. Đó, được rồi, bây giờ sẽ đổ màu xanh chéo chéo vào cái góc này để tạo hiệu ứng đổ của cái đồi này. Đấy. Tóm lại cái đồi của mình sẽ đổ như thế này. Chưa? Chỗ này nè, thêm hiệu ứng mạnh hơn này. Đấy, ở trên này mình sẽ để cái màu gọi là màu cỏ cháy đây. Độ nhạt giảm xuống 30%. Vậy ở trên này sẽ là cỏ của chúng ta nhưng mà đã gọi là cháy khô rồi. Đây, chỗ này cũng có một số cái cỏ nữa. Đó, vẽ tranh làn quê đơn giản. Mình vẽ đơn giản thôi. Rồi, ở trên này à,
Bây giờ chúng ta sẽ đến ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà là layer 4. Chỗ hòn đá này chỉnh lại chút nhé, cho nó 100%, giảm xuống 5 đấy. Chỗ đá này vẽ lại chút đấy để nó không bị cái màu xanh ăn vào. Cho cái nét này đậm đậm để nó tạo ra hiệu ứng hòn đá ý. Rồi, được rồi đó. Giờ chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà ấy. Ngôi nhà này thì sẽ là cỏ tranh màu da cam nha. Tăng kích thước của mình to lên. Đây, bắt đầu tô xuống này. Mình tô theo cái chiều dọc của máy nha, thì nó mới đẹp. Đấy, mình không tô chiều này đấy. Mình sẽ tô theo chiều này thì nó mới tạo được cái việc như kiểu mái tranh của chúng ta từ trên đỉnh nhà xuống ấy. Cuối này có thể tô ngang một chút, trên đỉnh cũng vậy, tô ngang một chút, có thể tô hơi lệch lệch chút ra đấy để tạo cái mái tranh sách nát đấy, ví dụ như vậy. Ở bên dưới mình sẽ tô cái màu đỏ đậm hơn, tức là đen hơn nha. Đây, dưới này tô cái màu đen hơn này. Tường nhà này dưới này cũng thế, tường nhà bằng đất. Ở cái chỗ này mình sẽ sử dụng cái màu gọi là nhạt hơn đấy, vẽ vào đây, kéo từ trên xuống. Được, ấn giữ vào cái cục tẩy này, chọn cỡ 5 đấy mà thôi, vẽ vào đây, vẽ màu đen, chọn cỡ 5 đấy, chỉnh lại một chút ở các cái mái nhà này để cho nó có nét nhà. Chỗ này chọn lại màu tối này nè. Rồi, bên trong nhà thì màu tối hơn nữa. Bên trong nhà màu tối đen xì.
Đó, đây là ngôi nhà của mình. Bây giờ đến cái chỗ hàng rào này thì chọn màu đen đấy, kết thúc ở cái cây này. Đó, kéo xuống. Rồi, đã xong cái hàng rào. Bây giờ sẽ đến cái cây của chúng ta. À, ở đây một chút, cho cái nét đen đen một chút đây để tạo hiệu ứng cắt máy ở đây. Đấy, hơi mờ mờ là được. À, những cái chỗ mà trắng trắng như này thì chắc là phải cho đen một chút nhỉ. Đen đen chút, nhìn nhà nó cổ kính. Đây, dưới cái máy này, bóng đêm tối vì cho nó đen đen chút. Đó, tương tự như vậy, dưới này cũng thế. Đổ bóng chút đen đen cho nó nhìn nó thực tế. Rồi đấy, được nhà của mình đấy. Giờ sẽ vẽ sang cái cây này nha. Đi sang layer cây. Đây, layer cây đây rồi. Cây của mình thì sẽ có cái thân rất đặc biệt luôn. Cái thân sẽ màu nâu giống cái nhà này. Tăng độ đậm lên thêm chút nữa. Bây giờ sẽ tạo hiệu ứng cho cái cây này. Đó. Lấy một ít màu đen đi. Ít màu đen cho mình. Đổ bóng vào những cái thân này. Đó. Những cái phía sau thân cây này mình sẽ đổ màu đen này. Đó, được như này. Đấy, được cái thân cây rồi. Bây giờ đến tán cây nha. Tán cây mình sẽ chuyển sang dạng organic. Đấy, chuyển sang lá cây. Lá cây ở đây mình sẽ dùng cái màu xanh lá cây. Đó, màu xanh lá cây đậm. Kích cỡ 1%, độ đậm nhạt 100%. Bắt đầu vẽ. Lá cây mình sẽ vẽ ở dưới đậm ấy, ở trên nhạt. Được rồi. Sẽ tăng kích cỡ lá cây lên một chút. 4%. Đấy. Cho bắt đầu tô lại. Ồ, 4% to quá. Hai phần trăm. Rồi. Ở dưới đậm nha, xanh đậm nha. Tí nữa ở trên sẽ cho hồng nhạt. Cứ vẽ ở dưới tán cây đã. Nguyên tắc vẽ nó là như vậy. Ồ, nhẹ nhẹ chút. Đây. Rồi. Chuyển sang màu nhạt nè. Phía trên nhạt hơn bởi vì lá chúng ta là non hơn. Có lẽ là mình đấy, đấy lá non hơn đây, xanh này lá non hơn. Rồi, đầu vẽ phần ở trên này.
Đó, kiểu như vậy mình đã xong được cái tán cây rồi. Giờ ở đây thêm một lớp nữa, kéo cái lớp này xuống dưới tán cây đấy, bắt đầu quay trở lại nha. Recent Procreate Pencil này sẽ chọn màu nâu đen này để vẽ cái tán cây của chúng ta nha. Đây, ví dụ cây chúng ta sẽ đi sau các cái tán này. Lô xuất hiện một số cây đây này, một số tán cây ở đây này. Đây, ăn một cái sang đây. Đây, ví dụ thế. Rồi, đã được cây của chúng ta là nhà rồi đó. Giờ sẽ đến về cây dừa. Lên layer của cây dừa đấy. Cây dừa vẫn chọn Procreate nha. Cây dừa của chúng ta cũng có lá màu xanh đấy, mà nó kiểu xanh đậm hơn. Đây là chúng ta vẽ đơn giản thôi, vì lá dừa mình chỉ cần vẽ tua tua ra này là được. Đây là tranh ấy, cho em bé trên mình là chúng ta vẽ đơn giản thôi. Đó, lá dừa mình cứ tuột tiệt từng lá ra này là được. Nó sẽ tốn công nhưng mà nó sẽ nhìn thật. Đó, giờ chuyển sang màu nâu đấy. Thêm một số quả ở đây, thêm một số quả dừa ở đây. Thêm một ít màu đen đấy, để chia cắt các quả dừa ra. Rồi, thêm cái màu xanh giống như cái lá cây một chút vào quả này, bởi vì quả dừa chúng ta không hẳn là nó vàng hết đúng không, nó có những chỗ nó xanh xanh đúng không. Thêm một chút đấy, màu hơi vàng vàng này nữa. Đó, như vậy quả dừa, cây dừa chúng ta có mấy quả dừa rồi đó. Bây giờ cái thân dừa của chúng ta thì sẽ là giống như cái này nhé, nhưng mình sẽ tô nhỏ nhỏ. Đó, mình tô xong mình để khoảng cách. Tại sao lại để khoảng cách nhỉ? Cây dừa của chúng ta có cái đốt này. Xuống thân thì khoảng cách to hơn. Đó, rồi bây giờ chuyển sang màu đen ấy, còn đen này, bắt đầu tạo đốt cho cây dừa này. Đốt hơi phồng ra một chút. Giờ mình sẽ vẽ
lại cái màu nâu này nha. Nhưng mà lúc này mình sẽ giảm độ nhạt xuống đấy. Nhưng mà cỡ bút thì mình sẽ ấn mạnh hơn là 20%. Mình sẽ kéo đấy, kéo từ trên xuống như này. Chưa? Đây, cho cái thân to ra một chút. Chỗ nào mà trắng trắng thì mình ăn tiếp cái chì này vào. Đó, đã được thân cây dừa. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang vẽ người đấy. Người thì có cái nón cũng màu, nón cũng là màu giống như kiểu thân cây dừa luôn. Mình chỉ có 12 màu cơ bản thôi. Chỗ tóc tai này để màu đen đen này. Người mặc áo màu cam cam đấy, ví dụ thế. Rồi mặc một cái váy màu xanh dương. Tô màu chì cũng hay mà. Chọn lại màu cam nha. Bây giờ tạo dáng cho cái tay này nha. Rồi cái tay còn lại. Thế bây giờ chân của chúng ta thì cho màu cũng là màu nâu nhưng mà tối tối chút. Đây chính là chân của người chúng ta đây. Chỉ cần đại khái thôi, mình không cần phải vẽ chính xác. Quần này cũng cho một ít nâu sậm sậm vào đây. Người này cũng thế, nhất là chỗ tay này. Đây, thêm một chút này để phân biệt giữa tay bên kia và tay bên này. Thêm một ít đen đen tối tối vào cái gối này. Ở cái chỗ này là màu đen, nó sẽ đi qua tay đấy. Ok, màu đen đi qua quần. Cái thuyền đấy, thuyền thì ở ngoài này sẽ để cái màu chì là tối tối. Phần dưới đáy tối hơn hay đầu tối hơn? Rồi. Ở trên này thì để màu nâu, màu nâu tối tối. Đây. Thế đã được cái người chèo thuyền rồi. Mình chỉ cần mình vẽ đại khái nó ra hình là được. Bây giờ tắt hình này đi. Đó, tức là tắt cái hình mà chúng ta phát thảo đi. Thì chúng ta sẽ chỉ còn lại cái hình này. Bây giờ nha, tạo một cái layer mới. Cái layer này mình sẽ bắt đầu vẽ ở cái phong cảnh phía sau. Cái phong cảnh ở phía sau thì mình cũng sử dụng máu.
xanh, như kiểu xanh đậm. Rồi. Chuyển sang dạng đám mây đấy. Làm nhỏ nhỏ xuống chút, 1% thôi. Đã bắt đầu vẽ đậm vào. Coi như xa xa của chúng ta, phía xa đây cũng thế, là những đám mây. Coi như chỗ xa xa này nó là cây, chưa? Giờ các bạn thắc mắc là nó bị chèn hình này làm sao, đúng không? Ấn giữ vào đây, bây giờ kéo xuống cái lớp dưới cùng đấy để nó tạo thành background phía sau. Thế là chúng ta đã được cái nền ở phía sau. Giờ cho màu hơi sáng sáng chút lên, các bạn nhìn cho nó đỡ tối, đỡ sợ. Thì chúng ta đã được cái nền là cây rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm cái nền là mây đấy. Mây thì nó nằm dưới cả cái cây của chúng ta nhé. Những đám mây màu gì đây, xem nào. Những đám mây màu trắng này. Thế thì ở phía sau mình phải vẽ cái nền bầu trời màu xanh nữa. Đây, nền bầu trời màu xanh. Đó. Bây giờ sẽ sang màu trắng để được những đám mây. Ví dụ, một đám mây rất là to đấy. Một đám mây đây nữa. Một số cái ở đây. Đó, đã được mây. Vấn đề bây giờ còn lại cũng là nước sông, đúng không? Nước sông. Thêm một layer. Cái nước sông này thì nó sẽ nằm trước đám mây của chúng ta nha. Đây, kéo xuống dưới này, nước sông. Nước sông thì xem nào, nước sông mình sẽ sử dụng dạng gì đây? Nước sông cứ sử dụng dạng trì đã. Nước sông đây, nước sông màu xanh dương cho thật mờ nhưng mà kích thước thật to. Đây, ví dụ mình vẽ phát họa như này. Chỗ này cũng là nước nha. Một số chỗ này đậm đậm thôi. Tí nữa chỗ khác mình sẽ cho nhạt đây. Ở chỗ này, nước này cũng đậm đậm chút. Rồi. Mình sẽ chuyển sang cái dạng gọi là đánh bóng đi. Đó, nước nha, dạng ocean nha.
để tạo thành hiệu ứng nước. Đó, đã được nước rồi. Giờ mình muốn cái thuyền này nó có cái nó gọi là đổ bóng xuống, nhưng ở phía xa xa này thì không cần. Đây mình sẽ cho đậm đậm nước chút. Đây anh thấy chỗ mấy cái đảo này, chỗ mấy cái này cho đậm đậm chút. Chỗ ông người này cũng đậm đậm thêm chút này. Đó, nước mình sẽ để như thế. Giờ muốn đổ bóng này, muốn đổ bóng thì đi tìm chỗ người này, và mình duplicate để nhân đôi nó. Nhưng mà mình sẽ kéo nó xuống. Xem này, nó ở phía sau của lớp nước biển đấy. Tiến hành là chọn ấy, lật ngược nó lại, kéo nó xuống đây một chút. Chọn là distortion. Đây, đổ bóng ra phía sau này. Đó, được rồi. Chỗ này mình chọn xuống dạng là multi đấy. Sau đó giảm độ sáng vào đây đi. Ví dụ 70% độ mờ thôi. Sau đi đến chỗ adjustment vậy. Mình sẽ cho nó gọi là tối tối màu đi. Đó, được rồi. Thế là mình đã đổ bóng rồi, nhưng mà bạn thấy không, nó ăn vào đây cho nên là mình phải xóa đi một chút đấy. Nhấn vào cái cục tẩy này. Xóa đi, xóa cái phần thừa thừa đây đi. Chuyển lại cái dạng nước biển này, ấn giữ cục tẩy đó. Tại vì mình muốn là nó phải ăn vào cơ, nó phải ăn như kiểu nước biển ăn vào đây cơ. Đó, được chưa? Đấy, đã đổ bóng được cho cái thuyền của mình rồi. Về cơ bản thì đây, chuyển lại cái bút vẽ này. Chỗ này chỉnh một chút nữa. Về cơ bản là bức tranh chúng ta đã hoàn thành rồi. Mà bây giờ cái đám cỏ này nhìn nó hơi chưa được đẹp. Mình sẽ chuyển sang organic ấy, chuyển sang dạng là cỏ. Chuyển sang màu xanh. Bây giờ mình sẽ cho một số cái cỏ vào đây, tăng kích cỡ của nó lên nào, 2% đấy. Rồi sang layer 1 cái lớp cỏ này. Thật to thêm một chút đấy. Thêm một số cái cỏ đây. Ví dụ, đấy. Cỏ sẽ ăn vào cái chỗ này như này. Được rồi, đấy.